Newcastle hòa đội tân binh trong trận cầu có 8 bàn. Newcastle và Luton tạo ra màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn khi hòa nhau 4-4 ở vòng 23 ngoại hạng Anh. Giới chuyên môn đánh giá Newcastle đã vượt qua giai đoạn mùa đông đầy khó khăn sau khi đánh bại Aston Villa 3-1 ở vòng trước. Vì thế, trên sân nhà, thầy trò Eddie Howe được kỳ vọng sẽ vùi dập Luton, đội trong nhóm cầm đèn đỏ. Tuy nhiên, những diễn biến bất ngờ liên tiếp xảy đến và Luton chứng tỏ họ thắng Newcastle 1-0 trên sân nhà ở lượt đi không nhờ may mắn. Bất chấp bị Sinh Long Sát chọc thủng lưới sớm, đội khách không nao núng. Trung vệ Gabriel Osso đánh đầu gỡ hòa cho họ sau pha dàn xếp đá phạt khiến thủ thành Martin Dubravka bị lỡ trớn. Tuy nhiên, Newcastle chỉ mất 2 phút để tái lập thế dẫn bàn. Từ pha phản công, Anthony Gordon thực hiện pha đi bóng sở trường ở cánh trái. Cú sút của anh khiến Thomas Kaminski vất vả cản phá, tạo điều kiện để Longstaff đá bồi, ghi cú đứt. Luton từng bị đánh giá là đội có thực lực kém nhất ngoại hạng Anh mùa này. Nhưng thầy trò Rob Edwards gây ấn tượng mạnh những tuần gần đây. Trước chuyến làm khách tại SCT James Park, Luton đã bất bại 5 trận liên tiếp trên mọi đấu trường, trong đó có trận thắng Everton ở vòng 4 cúp FA và màn vùi dập Brighton 4-0 ở vòng trước. Tinh thần chiến đấu quả cảm một lần nữa mang về trái ngọt cho Luton. Trong pha phản công cuối hiệp 1, quả tạt từ Anfi Doughty khiến Dubravka không thể bắt dính, tạo điều kiện để Rob Barkley đá bồi, lần thứ 2 quân bình tỷ số cho đội khách. So với hiệp 1, diễn biến hiệp 2 thậm chí khiến khán giả bất ngờ hơn. Luton liên tiếp ghi 2 bàn. Họ được hưởng phạt đền sau tình huống Giang Bơn kéo ngã Chiedoji Open và Canton Moritz đánh lừa Dubravka để đưa đội khách lần đầu vượt lên. Chỉ 3 phút sau, Newcastle lại sập bẫy phản công. Elijah Adebayo thoải mái dứt điểm trong tư thế không bị kèm sau đường chuyền dọn cổ từ Barkley. Không còn gì để mất, Newcastle dồn lên và ghi 2 bàn trong vòng 10 phút nhờ công Kieran Trippier và Harvey Barnes, tân binh trị giá 44 triệu đô la Mỹ từ Leicester đã vắng mặt từ tháng 9 vì chấn thương. Hưng phấn sau khi gỡ hòa, Newcastle tiếp tục dồn nén nhưng phung phí cơ hội để ghi thêm bàn. Cổ động viên chủ nhà đã đứng dậy trong suốt những phút cuối, nhưng chỉ biết ôm đầu tiếc nuối khi chứng kiến Jacob Murphy đệm bóng ra ngoài từ khoảng cách chỉ vài mét. Kết quả hòa 4-4 gây thất vọng cho cổ động viên Newcastle, nhưng họ có thể hài lòng phần nào khi được chứng kiến một trận cầu mãn nhãn và đậm chất ngoại hạng Anh. Trang Liverso gọi đây là màn đấu kinh điển, mang thương hiệu của giải bóng đá hàng đầu xứ sương mù, còn tờ Guardian thừa nhận trận đấu hấp dẫn và vui vẻ như bóng đá kiểu cũ. Nghĩa là không thể dự đoán điều gì sẽ xảy đến. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.